Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái series các câu lick của các danh thủ guitar thế giới, tạm thời mình gọi là Virtuoso lick. Virtuoso nó có nghĩa là bậc thầy về guitar. Thì mình sẽ giới thiệu một vài câu của từng nhân vật mà trong cái khả năng mình có thể tập được nha các bạn. Có những câu rất hay nhưng mà mình không đủ khả năng thì chịu thôi. Thì đầu tiên mình muốn nói đến nhân vật Steve Vai, là một bậc thầy về guitar. Ông không chỉ nổi tiếng về kỹ thuật, vì thâu âm, vì các soạn nhạc phức tạp, rồi có giai điệu đẹp, một nhà sản xuất thâu rất là nhiều bài hay và cũng cho nhiều cái danh thủ guitar khác. Thì chúng ta bắt đầu cái câu lick đơn giản. Trước tiên trong cái chuỗi series này nó như sau, mình sẽ đánh một lần, sau đó sẽ phân tích với các bạn nha. Đầu tiên thì chúng ta đánh cái cầu của nó từ cái dây 6 xuống dây 5 bằng các nốt trong cái báo và cò của hợp âm C dáng trưởng. C5, C dáng trưởng 5 ha. Thì chúng ta có ngăn 6 nè, xuống dây 5 là ngăn 8. Sau khi đánh câu xong các bạn xuống cái tiếp theo thì chúng ta đánh ngay ngăn 8 của dây 5, coi như lọc lại cái nốt trên ha, ngăn sau đó tới ngăn 10 của dây D, thì nhìn lại 4 nốt đầu ha. Các bạn thấy là cùng một nốt nhưng các bạn phải đổi thế tài để các bạn đánh câu dưới ha. Tương tự các bạn xuống dây số 4, dây số 3 thì chúng ta có ngăn 10 và ngăn 12 lại nha. Rồi bây giờ từ dây 3 xuống dây 2 thì chúng ta đánh có một khoảng cách nửa cung thôi, một ngăn thôi, tức là ngăn 12 của dây son, sau đó tới là ngăn 13 của dây C. Rồi lại từ đầu các bạn. Cuối cùng 13, 15 của dây 2, dây 1. Thì các bạn thấy là chúng ta tay phải một phím xuống, một phím lên, một phím xuống, một phím lên hết nha. Và chúng ta đánh ở chủ yếu là ở hai cái ngón 1 và ngón 3. Nhưng mà đến ngay cái dây số 3 và dây số 2 thì chúng ta có đổi ngón 1 và ngón 2 nha. Các bạn xem chậm nha. Sau khi các bạn đánh ngang 15 rồi, các bạn đánh thêm ngang 15 thêm một lần nữa, tức là 15 của dây 1, các bạn slide xuống nốt 10 của dây 1 luôn ha. Sau đó các bạn đánh cái nốt số 10 này nó rê một lần nữa ha, tức là slide lên ngang số 13. Sau đó chúng ta kết thúc bằng ngang số 13. Thì câu cuối nó như sau ha. Chậm từ đầu nữa các bạn. Nhanh hơn tí nha. Và cuối cùng chúng ta đánh nhanh hơn tí thì nghe cái hiệu ứng nó sẽ đã hơn nha. Thêm thắt thêm vài nốt. Thì với cái câu lick này, các bạn có thể kéo lên khắp các cần đàn để các bạn đánh theo cái kiểu như vậy. Ví dụ như chúng ta đang đánh lúc nãy là C dáng trưởng đúng không? Bây giờ mình kéo nó xuống ngăn 5 đi, là nó là trưởng ha. Thì tương tự như vậy các bạn cũng dịch chuyển thế tay giống như nó xuống nửa cung thôi. Lên tới ngay chỗ đô đi ha, đô thì tương tự vậy luôn.
đúng không? Đây là cái câu này các bạn thấy Steve Vai đánh rất là nhiều, thể biến thể qua lại một chút ít, nhưng mà cái câu này thì nghe ra cái mùi của rất là Steve Vai ha. Thì hy vọng là cái câu lick ở đầu này nó dễ dễ tí cho các bạn tập của động lực, và hãy nhớ like, share, comment để mình tiếp tục ra cái series những cái câu lick khác để các bạn có thể tập luyện được nhé. Nếu bạn nào chưa có rành về kỹ thuật guitar có thể đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của Đông Khoa, thì các bạn sẽ được học nó một cách bài bản hơn tất cả cái kỹ thuật cơ bản. Thì từ cái kỹ thuật đó các bạn phát triển lên, các bạn có thể tập trên những cái câu tương đối như thế này, nó không quá khó nhưng đòi hỏi các bạn phải biết những cái kỹ thuật nền tảng cơ bản. Khóa học này các bạn đóng tiền một lần ha, học hoài ha, học trọn đời luôn, học bất cứ giờ nào các bạn thích. Và nếu có nhu cầu mua đàn guitar hãy ghé Amigo Guitar Shop, cung cấp đầy đủ đàn guitar, amplifier, dây jack, phím đầy đủ hết cho các bạn. Hẹn lại trong những clip sau nhé. Xin chào.